Bình là một cậu bé đã trưởng thành, nhưng mà vì thiểu năng cho nên luôn luôn mang trong mình những cái suy nghĩ và những cái hành động như là một đứa trẻ. Bình có thể vừa khóc vừa cười và rất là ngây ngô trong tất cả mọi việc. Và Bình phải trải qua những biến cố trong cuộc sống bởi vì cái sự, Khanh gọi nó là sự ích kỷ của người mẹ. Bởi vì sao? Người mẹ quá thương Bình và lo cho cái hạnh phúc về sau của Bình. Một người như con mình như vậy thì có được hạnh phúc hay không? Thì người mẹ đó phải âm mưu và tính toán rất nhiều và cuối cùng để lại một cái hậu quả. Và chính mình, chính đứa con trai của mình phải gánh chịu. Và đến cuối cùng, như Khanh nói là Bình bị mồ côi mẹ và rồi Bình chết. Thường Khanh hay cho là hình thể với tâm lý nó sẽ giống nhau, nhưng mà với phim này thì hình thể Khanh xin phép nó cho nó khó hơn một chút xíu. Bởi vì lúc nào Khanh cũng phải làm những cái động tác nó hơi dị họ một chút, và mình phải giữ cái động tác đó trong những lúc mình không quay luôn, để tránh cái trường hợp mà khi mình vô quay mình làm nó lại bị mất cái chất đó. Và thậm chí có những cái đoạn mà cái đôi mắt Bình thì lúc nào cũng phải nhìn mọi điều nó không có thẳng, mà bình thường nếu mà không quay mà Khanh lại giỡn hay là Khanh nói chuyện bình thường quá thì khi Khanh vô phim Khanh lại bị nói một câu là con mắt của con nó bị sáng quá thì nó không phải là Bình. Lúc nào mình nhìn mình cũng phải nhìn một cái điểm đó nhưng mà không phải là đang nhìn người đó, kiểu như vậy. Và cái miệng thì như mọi người xem thì sẽ thấy là Bình sẽ luôn như thế này đó. Khanh không bị đơ nhưng mà Khanh bị căng hết cái chỗ này và Khanh bị sưng cái sợi gân này khoảng 3 ngày thì nó mới hết. Và cái động tác này khi mà hết phim rồi gần một tuần sau mới hết. Đó là tại sao chứng minh rõ nhất là trong những lúc mà Khanh đi gặp bạn bè, nhiều khi có những cái nói chuyện mình hay bị liệu, mình sẽ bị quay lại cái này, bạn nó nhắc lúc đó Khanh mới để ý.